Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn. Hôm nay mình chia sẻ các bạn chương trình airdrop nhận 200 token Solana Lastic. ký hiệu là sóc nha. Về chút quý Chocolate. Thì đầu tiên mình sẽ để con chắc cái đồng này ở phần mô tả. Vào cái đường link để chúng ta vào làm airdrop nha. Trước tới hết các bạn quay vào quý Chocolate, chọn ngay cài đặt và chọn cái quý Binance Chain cho mình cái tiếp bạn bấm vào cái mũi tên trên đây dán cái con chắc ở phần mô tả của mình nó sẽ không hiển thị đúng không các bạn bấm vào tự thêm Đồng tốc kênh dán cái địa chỉ hợp đồng vào đây nó sẽ hiển thị là Sona Luxit ký hiệu là sốc và cứ cùng là thập phân là 8 bấm làm xong cho mình cái tích quảng vào DDF cho mình nha các bạn sẽ lấy đường link phần mô tả của mình để vào trang web bấm vào đây dán vào đây cho mình bấm đi tới đây bước này nó sẽ đòi hỏi chúng ta cái quý Binance trên Web 20 thì các bạn quay người trước ra và sau chép địa chỉ sóc Web 20 vào đây Thật sự web 20 thì giống nhau hoàn toàn nha Địa chỉ giống nhau nhưng mà chúng ta sẽ có ký hiệu khác Bạn thoát ra cho mình, vào quý Sao chép Sorry các bạn nha, bấm sao chép nè Sao chép, web 20 của thằng Sóc này Vào áp lại, vào trong web cũ Dán vào đây cho mình Xác nhận thì chúng ta đã, đã nhận được 200 đồng sóc này tương đương với 10 đô Và tương đương 10 đô thì đây là tiếng Anh chúng ta sẽ không được các bạn sẽ không hiểu nó nó gì như gì đúng không chúng ta sẽ cho nó ra tiếng Việt các bạn sẽ lấy đường link này để ta sao chép đường link này chia sẻ cho bạn bè thân chúng ta để chúng ta có thể nhận thêm cái tiền hoa hồng red mình cũng chưa có red mình cũng chưa biết tận hưởng thế nào ok Bây giờ chúng ta sẽ dịch tiếng Việt nha. Giá bán trước là 10 đô. Các bạn có thể mua từ 0.01 tới 50 Binan. Có ra những người ta làm ai ta mua thêm các bạn nha. Thì cái phí rút của nó là khoảng trên 20.000 cái đồng sóc. Thì chúng ta mới được rút. Nhưng mà chúng ta đừng có lo lắng với cái này đó quan khoán sợ tất cả các tiền airdrop và tiền thưởng giới thiệu sẽ được thanh toán sau giờ airdrop, tức là 200 đồng này sau giờ airdrop thì nó sẽ thanh toán cho chúng ta. Nếu mà chúng ta đủ pin sớm, pin là 20 000 đủ sớm thì thầy rút sớm, còn không thì các bạn cứ chờ sau airdrop. Thì nó sẽ rút được 200 200 con này. nó gửi trực tiếp bài bí luôn nha, tự gửi bài bí. nó thông báo lên chương trình này, nếu chúng ta gian lận hoặc là dùng như địa chỉ để mà thưởng Red á thì các bạn sẽ bị uh, xóa nha chúng ta thể tham gia vào nhóm telegram hoặc là nhóm twitter để chúng ta tìm hiểu thêm thông tin mới nhất ngày rớt cũng như là sự kiện của nó kết thúc khi nào để ta biết nhận thưởng nha ok mình thấy trang twitter hay là trang telegram của nó cũng rất là nhiều người theo dõi nha mình nghĩ nó xe cơ hội chúng ta nhận được 200 nha các bạn chúc bạn thành công mình sẽ cập nhật thường xuyên sớm nhất cái thông tin về chị đại đốc của nó và kết thúc sự kiện chúng ta nhận được 200 nha chúng ta sẽ qua phần quay số chúng thưởng ngày hôm nay xin chúc mừng bạn mô mô tặng bạn cho video này nếu các bạn thấy hay thích xin trên một like và đăng ký ủng hộ kênh để kênh ngày một phát triển hơn tạm được cho mình kiếm trang web kiếm tiền riêng cho các bạn kiến thức tiếp tục các dạng mới nhất của VNC chia sẻ các bạn các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất của mình chúc quà là thành công hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo đừng quên bình luận comment để lên số thoại chúng tôi em sau thân ái chào tạm biệt các bạn cảm ơn các bạn đã xem